Bất ngờ hôm nay đây là một clip rất đặc biệt với sự kết hợp giữa cô gái một tài và thiếu nữ Suka xinh đẹp gửi tặng đến quý bà con mình hai ca khúc nhạc trẻ gắn liền với tên tuổi của hai nữ ca sĩ rất nổi tiếng đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làng sóng xanh Việt Nam. Để không mất thời gian của quý bà con nữa, xin mời quý bà con cùng thưởng thức hai ca khúc này qua giọng hát của cô gái một tài và thiếu nữ Suka xinh đẹp trong đoạn video ngay sau đây ạ. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Chị trước đi. Dạ. Rồi, thử thử mới cho rồi, thử mới cho rồi. Alo, alo, alo. Rồi bên đây thử rồi. Alo, 1 2 3 má. Rồi em cho âm thanh tốt chưa? Âm thanh hai tai chưa? Ok. Rồi em ngưng là tới chị nha. Rồi. Hai ông mới vô dữ nha, mới vô. Có cái mic go xịn. Mic xịn nè. Cái mic này xịn lắm đó. Mic đã ra đi. Thử mic đi Suka, thử mic đi. Alo, alo. Alo, alo, alo. Rồi 1 2 4 rồi. 1 2 3 má. Thấy trong không? Trong không? Cái mic giờ mua chắc cả 100 triệu á Suka. Có mua được không? Có mua được không? Vô. Gì chứ? Vô. Tập trung. Xưa ta yêu nhau, tình yêu ta thơ ngây, đẹp như ánh sao trên trời cao. Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau, giờ đây trái tim anh thay lòng. Thôi thôi quên đi, tình kia không như mơ, chỉ đem nước mắt với buồn đau. Yêu khi người xa lòng ta sẽ đau, sẽ mãi không còn tình ai. Người đến đây làm chi rồi vội đi, người ơi nói yêu tôi làm gì rồi vội quên tình tôi. Người đành tâm vậy sao xóa đi bao kỷ niệm, nói chi lời gian dối. Biết hai ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết hai ngày xưa tôi không yêu anh thật nhiều. Vì tình yêu anh giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Người đến đây làm chi rồi vội đi, người ơi nói yêu tôi làm gì rồi vội quên tình tôi. Người đành tâm vậy sao xóa đi bao kỷ niệm, nói chi lời gian dối. Biết thế ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết thế ngày xưa tôi không yêu anh thật nhiều. Vì tình yêu anh giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Vì tình yêu anh giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Ở đâu mà có mi chô xịn đó. Ở mi chô không đổi đó. Ở mi chô nữa hả chú? Nó coi mi chô sao mà không đổi. Ở mi chô sao hay không? Mi chô này mua ở đâu vậy Suka? Mua ở chảnh luôn. Trời ơi, mua ở chảnh luôn à. Mua ở chảnh thiệt. Thiệt không? Thiệt. Mua mi chô im quá ha. Nhưng mà, rồi, được chưa? Nhưng mà chưa. Mi chô này thử âm thanh có hay không? Hay. Đâu thử lại cho ra. Alo, 1, 2, 3, má ai có hát nữa vừa khô. Vậy đây. Rồi đó. Âm thanh dở coi nó có bị gè không? Không. Rồi được rồi, không có gẹt cái gì hết trơn, cái tay cũng được. Ông đi vô có cái mỏ rồi kẹp nách hoài luôn. Đây. Chưa. Ok. Bát chép hay không? Đấy. Ông Migo ra bát chép hay không? Hay. Hay hả? Hay. Rồi giờ hai chị em rủ hát một bài nữa tặng khán giả coi. Bài gì? Tự chọn coi. Bài gì? Trẻ luôn không? Ơi nhạc trẻ. Thôi bây giờ đóng mẹ con đi. Em sẽ là người ra đi đây. Thôi đúng rồi, em sẽ là người đi. Em sẽ là người ra đi đây. Em sẽ là người đi luôn. Ai bấm giùm đi. À bây giờ sẽ là bài em sẽ là người ra đi. À, tính ra là từ đó tới giờ là Suka hát nhạc trẻ rất là ít luôn ha. Đúng rồi. À, bữa nay thì sẽ phục vụ mọi người nhạc trẻ luôn. Vì lý do hôm nay có cái micro rất là độc đáo. Micro rất là xịn. Dạ dạ. Dạ hát trước. Dây. Em hát trước hay chị hát trước? Em cho. Rồi để thử mi châu trước đây. Alo 1 2 3 4. Rồi. Thổi ra. Thổi đi có kìa. Chuẩn bị vô. Yêu nhau cho nhau từ nụ hôn. Có nghe không? Có nghe không? Ai sẽ là người ra đi Suka? Em sẽ là người đi luôn nè. 2, 3. Em sẽ là người ra đi. 2, 3. Em sẽ là người đi luôn. Em sẽ là người đi luôn. Cái mic con này vang giọng dữ ha. Em à. Em. Nghe được không? Nghe được không? Em ca hay quá ta ơi. Cái mic rô giống nhổ anh mì. Mic rô này chỉ hát nhạc được thôi. Kệ lúc lắc luôn, biết lúc lắc luôn kìa. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn. Có đi luôn không?
đi luôn quá ở đây đó. Quá hay quá. Bữa nay mới biết là Suka hát nhạc trẻ rất hay nghe quý bà con. Rồi Suka ơi, cho hỏi tự nhiên hai người có hai bộ đồ giống hệt vậy. Của Mạnh Thường Quân tặng cho hai chị em để dành biểu diễn. Ủa, dành biểu diễn hả? Đúng không? Đúng rồi đó. Rồi đó Mạnh Thường Quân tặng cho Suka. Tặng cho chị Mặt Đen. Mặt Đen nào mà về tối rồi thà tắm bộ khác ha. Rồi ơi. Đây. Cầm cái này xíu hả? Trời ơi, nào thấy chị Mai hát hay không? Hay. Suka hát hay không? Hay. Hai người cùng hay. Rồi đi lên nhà chưa? Chưa, đứng nói chuyện. Đồ lên nhà hoài. Sao đợi lên nhà hoài vậy? Có muốn hát thêm bài nữa không? Không. Nãy giờ. Ngày mốt đi, bữa nào cái đó. Nói chuyện khán giả đi. Còn thôi thì trò chuyện với khán giả đi, đừng đòi lên nữa. Nhỏ ta nghe hát rồi. Ta nghe hát cái ta hứng lên ta hát bên. Mà đảm bảo là người ta không có ống micro xịn như của mình. Micro này xịn hơn. Micro này là giống ổ bánh mì không? Sao Suka thử lại âm thanh của micro coi. Alo 1 2 3 má. Giang không? Giang không? Giá bộ. Giang đâu bà niệm giang. Giá bộ. Thằng nó hơn dần giang á. Dần giang đó. Trời ơi. Dạ được in. Được. Không cho mấy rồi. Hai. Không vậy. Tối nay cho chị Hai ở lại với Suka nha. Tối nay cho em ở lại đây đi. Chỗ này không được. Tại vì cho mấy anh mấy chú phải ngủ chỗ cho Niệm có Niệm ngủ. Nhà Suka có bạn gái của em. Mấy chú ngủ dưới đất vẫn được. Còn thôi chạy tới 3 chỗ. Còn thôi thì cho em ngủ đây được không? Mình anh em ngủ đây thôi. Chịu không? Không, con là ma cạo chú rồi. Đi lên đi, kế nào. Nè. Bây giờ không cho mấy chú ở đây thì cho em ngủ đây được không? Không, mình ngủ nệm chỗ đó im hơn. Chạy đi kiếm đồ ăn cũng được. Ôi là yêu quái phương nào. Ta là ma đây. Trời ở đâu đến? Trời ơi. Ở đâu đến? Gái mau. Em đi dậy rửa chén nữa. Bắt đầu đi rửa chén nha. Con ngủ cho bây giờ đứng lên con giật đồ. Khán giả cái vậy nè. Dạ chúc đi, chúc khán giả cái đi. Chúc khán giả buổi tối thật nhiều hạnh phúc. Bên gia đình và mọi người vui vẻ luôn, có sức khỏe, an, có sức khỏe mọi ngày, giống mọi người. Kiểu tay kia với chị Mai vòng lên nè. Giống gì? Mạnh khỏe được rồi. Vô. Lại đi rửa chén. Em lấy đồm rửa chén. Chào khán giả. Chào khán giả.